hãy đội nó lên trên đầu, quay ngược trở lại hip hop, lấy khăn xếp ra một ngang bụng, còn chân đi đôi flip flop. Tao mang cái chất quan họ hòa vào nền nhạc boom bap một đẳng cấp khác. Khi bọn tao on mic và bật beast mode, tiếp go thế hệ ngày trước hoàn thiện về flow skill, luyện tập từng bước đến từng bước, 2 giờ trên 7 for real, chuẩn bị tất cả trong 3 năm, sẵn sàng bước chân vào rap game. Dynastic 2020 tất cả mọi người phải nhắc tên. Ayo, rebel level, nâng lên another level. DIG flow trong ghetto, dám thử một lần vào battle. Loại mày chỉ to về cái mồm, kiến thức về rap thì zero. Vocal thì nghe như xe thô, Gonzo đi cho mày lay đồ. Nhạc bật ở trong tai nghe, Nike ở trên chân lên để đầu dành trở nên thân quen. Yeah yeah yeah, nhạc bật ở trong tai nghe, Nike ở trên chân lên để đầu dành trở nên thân quen. Wow. Yeah, tao có đâu có khác gì nhau, cũng bắt con mic flow trên nền nhạc hip hop từ đầu. Look, keep it up từ team, yeah, don't fuck with my team. Xúc miệng bằng Listerine, làm mọi người như Mr. Bean. Mà có thể thấy tao trên TV, hoặc là chơi freestyle ở dưới phố. Hay tao là không có Lamborghini, chỉ có một con quầy à bộ số. Ai but I feel good with my life. Vẫn là việc không biết cái mic, vài thằng bạn rủ tao đến phòng tu thì là vớ được vàng, cứ thế mà phang phang phang. Homie, yeah, không hoang mang homie, I'm Vietnamese, yeah, rebel level gang gang homie. Bữa tiệc tao mời mày, nhớ là mày đến cả mai homie. Chứ trong cuộc đời này hip hop never die, hip hop never die. Nhạc bật ở trong tai nghe, Nike ở trên chân lên để đầu dành trở nên thân quen. Yeah yeah yeah, nhạc bật ở trong tai nghe, Nike ở trên chân lên để đầu dành trở nên thân quen. Represent console for leg, battle man and lyrics is gone for my check. Yeah, schedule planning, quarantine, a condo for flex. Hey, everybody screaming out console for leg.